Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc ThinkPad E15 Gen 2, một trong chiếc máy bán chạy nhất tại thị trường năm 2021 và đáng mua năm 2022. Chiếc máy này có phân khúc giá bán chỉ có hơn 17 triệu đồng. Và trong video này thì mình gửi lời cảm ơn đến thầy Tuấn, một trong những fan hâm mộ tại công ty. Nó thực sự là rất ngại với thầy Tuấn bởi vì thầy đặt chiếc máy đến 6 tháng thì bây giờ mới có hàng. Thầy Tuấn thì thích một chiếc máy Lenovo, thích chất lượng bàn phím của nó và thích một chiếc máy có màn hình 15,6 inch có bàn phím phụ. Bởi đơn giản, thầy là thầy giáo. Chính thế thầy rất thích những chiếc máy Lenovo bởi vì xem quá nhiều review của shop và rất thích chiếc máy này. Khổ lỗi đến 6 tháng bây giờ mới có hàng các bạn ạ. Ở thời điểm đầu tiên nó ra mắt với phân khúc giá bán là 21 triệu đồng thì bây giờ chiếc máy này mình bán cho các bạn với phân khúc giá chính xác là 17.500.000. Và đây là máy mới 100%, được trang bị dòng CPU Zen thế hệ thứ tư đó là 4600 và RAM trong máy là 4GB kèm theo khả năng nâng cấp và kèm theo ổ cứng SD 256GB, màn hình Full HD. Bây giờ không để quý vị các bạn chờ lâu là chúng ta sẽ khui hộp, sau đó mình test hiệu năng thực sự của chiếc máy này có đáng đồng tiền bát gạo để chúng ta sử dụng hay không. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn ơi, đây là cái hộp của nó đây các bạn ạ. Đây là dòng sản phẩm được nhập khẩu về lưu siêu các bạn nhé. Vâng, bên này là cấu hình của máy đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy nó là ThinkPad E15 Gen 2 này. Bây giờ thì mình sẽ phun siêu chiếc máy này. Bên trong sẽ có một dây nguồn 3 chân như này. Cái này ở Việt Nam thì hơi khó cắm một chút nhưng cực kỳ an toàn bởi vì nó sẽ có tiếp mát cho quý vị các bạn mà cắm vào nó sẽ chắc chắn hơn. Và dòng sản phẩm này đã được nâng cấp lên sạc Type-C các bạn ạ. Nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Công suất của chiếc sạc này là 65W các bạn nhé. Đây các bạn này, ở bên này nó sẽ có công suất là 65W này. Các bạn sẽ nhìn thấy này, thiết kế gần như là rất nhiều thập niên này, chiếc máy không thay đổi, vẫn là tông màu đen là chủ đạo. Đây là cái logo, các bạn sẽ nhìn thấy là nếu mà máy đang sử dụng thì cái đèn này nó sẽ nhấp nháy. Còn đây là thương hiệu sản xuất ở chiếc máy này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu về chiếc máy này nhé. Vâng, thưa các bạn, thì trọng lượng của chiếc máy là 1,8kg và mình cầm một tay như này để tương đối là thoải mái các bạn ạ. Cái lắp lưng trên của nó bằng hợp kim nhôm các bạn nhé. Đó. Và bây giờ trên dòng E15 Gen 2 này thì nó bỏ đi cái lớp lỉ. Xin lỗi các bạn là lớp cao su chống bám vân tay. Nhưng các bạn thấy là hợp kim nhôm sờ vào rất mát nhưng có vẻ như nếu mà tay mồ hôi thì nó sẽ hơi chệch chợt một chút ở bên trên. Bản lề đấy các bạn thì thấy nó không phải là bản lề thép mà là bản lề liên trục như này. Kẻ ra như này thì mở cũng rất là chắc chắn. Thiết kế đã có thay đổi các bạn ạ. Bên cạnh phải của mình các bạn thấy là cổng LAN này. Có cổng LAN sẽ hỗ trợ các bạn dùng trong mạng nội bộ. Nếu mà không kết nối wifi này các bạn cắm LAN để dùng nhé. Hầu hết những chiếc máy đời mới bây giờ thì đều lược bỏ cổng LAN luôn. Còn những chiếc máy mà có LAN như này cũng sẽ rất tiện dụng cho các bạn. Nhưng mà có LAN thì chiếc máy nó sẽ dày hơn một chút. Cổng USB các bạn nhé. Đây là lỗ khóa của máy này. Đằng trước các bạn thấy là thiết kế ngôn ngữ nó sẽ hơi thoải một chút này các bạn này. Để các bạn mở máy nó đơn giản hơn. Hai cái hốc này là hai hốc loa các bạn ạ. Và đằng trước không có một cổng gì đằng trước á. Và đằng trước thì không bố trí bất kỳ một cái cổng gì nhá. Ở bên này thì đây là cổng sạc Type-C và thêm một cổng USB có ký hiệu quả pin. Đồng nghĩa việc là các bạn sẽ cắm cáp điện thoại di động, chỉ không cần bật chiếc máy lên mà các bạn cắm vào đây có thể sạc điện thoại di động hay máy tính bảng đều ok. Cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài, tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Cổng phone và cổng mic với giao tiếp 3.5. Hơi đáng tiếc một chút bởi vì chỉ có cổng sạc Type-C thôi mà nó không có cổng. Nếu các bạn cắm sạc vào đây thì đồng nghĩa việc là các bạn sẽ không truyền tải tín hiệu cổng Type-C bên ngoài. Bởi vì dù gì cổng Type-C nó sẽ hỗ trợ băng thông lớn hơn so với cổng HDMI. Đó. Cái phần lắp bên dưới đấy các bạn thấy làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Nó không phải hợp kim nhôm. Đây là tem Windows bản quyền này. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra đằng sau. Bây giờ thì cũng như mọi hôm thì mình sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy này ra để mình khám phá nhé. Xem khả năng nâng cấp của chiếc máy ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn ơi, chiếc máy này rất hay các bạn ạ.
Đầu tiên đó là một cái điểm rất là khen, đó là có một slot cắm RAM để quý vị các bạn có thể nâng cấp nhé. Nó on là 8GB và thêm một slot như này thì quý vị các bạn có thể nâng cấp tối đa là 40GB về RAM cho chiếc máy này. Và một điểm rất hay chiếc máy đó là có hai slot cắm ổ cứng PCIe. Các bạn có thể thấy này, một cái cắm chuẩn ngắn nhưng các bạn hoàn toàn có thể cắm dài ra được 2280. Còn đây một cái để chờ. Đồng nghĩa việc là các bạn sẽ nâng cấp tối đa chiếc máy là 4TB cho ổ cứng và có khả năng chạy RAID 0, tự động sao lưu dữ liệu. Cái này mình thấy rất là hay, an toàn đấy các bạn. Bởi vì với công nghệ SSD nó rất hiện đại nhưng không may mà chết ổ cứng một phát này các bạn không bao giờ lấy lại dữ liệu mặc dù kể cả có 30 tiền. Đó là nhược điểm của công nghệ SSD. Máy có hai ống đồng dẫn nhiệt và có một quạt tản nhiệt. Ở đây chúng ta thấy là con CPU nó bắt như này, hàn chết trên bo mạch chủ và chúng ta sẽ không có khả năng cấp. Còn phần màu xanh đây là Wi-Fi các bạn nhé, hai cái loa ở dưới cùng bên cạnh có pin này. Tóm tắt lại thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng CPU và GPU onboard trực tiếp trên bo mạch chủ các bạn ạ. Còn đây là cái vỉ LAN rời bên ngoài và vỉ USB. Bây giờ thì mình sẽ nắp chiếc máy này vào để mình test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn ơi, đây là mặt trước của chiếc E15 Gen 2 các bạn ạ. Phim màn hình thì làm mỏng hơn một chút nhưng có vẻ như là vẫn khá dày. Và nhìn vào đây các bạn thấy là đây đặc trưng của một chiếc máy kỹ thuật. Đó, cần một chiếc máy chắc chắn và hiệu năng tốt. Chất lượng bàn phím của ThinkPad thì phải nói là phù thủy bàn phím số 1 thế giới. Đặc biệt là các bạn làm kinh doanh kế toán marketing mà dùng cái bàn phím này thì phải nói là phê đến già luôn. Tớ khẳng định là tớ đã review tất cả những dòng máy đắt tiền nhất trên thế giới này, từ phím cơ các loại con là điều, nhưng không phím nào có cảm giác gõ sướng bằng bàn phím của ThinkPad. Đây con chuột các bạn này. Rất nhiều năm rồi con chuột bản quyền trên chiếc máy này vẫn còn. Máy sẽ có 6 phím bấm chuột các bạn nhé. Xin lỗi các bạn là 5 phím bấm chuột, 3 phím trên và 2 phím dưới. Các bạn bấm trái phải bình thường. Mặc dù ở đây là không có phần chia cắt. Đó. Đây là logo của ThinkPad này. Do là dòng sản phẩm giá rẻ thì các bạn thấy là ThinkPad đã bớt đi tính năng lép phím. Nên các bạn dùng làm việc về đêm thì sẽ hơi khó chịu một chút. Còn ban ngày thì không sao. Và với phiên bản giá rẻ thì thiếu đi cả bảo mật vân tay. Còn đây là phím bật nguồn có tích hợp đèn LED này. Có một cái bàn phím phụ như này thì các bạn bấm phím thì phải nói là sướng lắm các bạn ạ. Mỗi tội dòng máy này là bán đắt thôi. Còn một chiếc máy mà đầy đủ option bây giờ thì chúng ta phải bỏ mức giá tiền cho một chiếc ThinkPad phải nói là trên 20 triệu đồng. Đây là màn hình 15,6 inch Full HD. Và kinh nghiệm của tớ nhìn đây thì là màn hình TN các bạn ạ. Có thể đây là cũng sẽ là điểm yếu chiếc máy này. Bởi màn hình TN thì nó không thể đẹp bằng màn hình IPS được. Nói chung là nếu các bạn dùng các công việc văn phòng, đồ họa tầm trung hay các bạn sử dụng các công việc mà liên quan đến yếu tố kinh doanh mà không cần khắt khe về màn hình thì màn hình này vẫn là ok các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có camera, có mic sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc online cực kỳ tiện trong những lúc dịch bệnh như này. Tớ sẽ kiểm tra phần cứng bên trong này. Đây là Bluetooth của máy này các bạn này. Bluetooth của máy được hỗ trợ là 5.0, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối sóng Bluetooth không dây. Các bạn có thể kết nối tín hiệu âm thanh về hình ảnh nhé. Mọi thứ chỉ cần hỗ trợ Bluetooth là ok. Bên trong máy sử dụng ổ cứng Toshiba của Nhật các bạn ạ. Dung lượng là 256GB. Máy trang bị Vega On, nó là AMD Radeon Graphics các bạn nhé. Cái này tương tự như là UHD Graphics trên dòng sản phẩm của Intel. Ồ, con này thì đúng là dòng sản phẩm giá rẻ thì mọi thứ đều bị bớt đi các bạn ạ. Cái Wi-Fi của máy chỉ được trang bị là Wi-Fi 5 chứ chưa được Wi-Fi 6. Nói chung chuẩn Wi-Fi AC thì vẫn rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam. Nói chung đến khoảng 90% hộ gia đình bây giờ tại Việt Nam sử dụng Wi-Fi AC. Còn đời mới nhất bây giờ là Wi-Fi 6 các bạn nhé. Ưu điểm của dòng CPU Zen đó là chúng ta được trang bị một con CPU cực kỳ mạnh, đó là AMD Zen 4600. Các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều lõi nhiều luồng. Con này nó tương tự mạnh như trên phiên bản i7 trên dòng CPU tiết kiệm điện của Intel đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, tỷ lệ bao phủ màu của màn hình này các bạn thấy là ở mức phổ biến, nó là 63% sRGB và 40% Adobe RGB. Màn hình có độ sáng 250 nits, nói chung là đủ các bạn dùng công việc văn phòng trong nhà. Chứ còn lấy mà cái màn hình này nếu mà ra môi trường ánh nắng mặt trời thì bên ngoài sẽ hơi khó nhìn bởi độ sáng như này là độ sáng yếu các bạn ạ. Màn hình được sản xuất năm 2017 các bạn này. Nói chung màn hình thì mình không đánh giá cao chiếc máy này. Full HD để các bạn xem phim, nghe nhạc và các bạn chơi game thì các bạn nhìn thì nó đẹp hơn nhiều so với màn hình HD. Được cái là âm thanh của máy cũng khá là to. Trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là chống lóa và bây giờ tớ sẽ thử thay đổi góc nhìn này. Màn hình TN, màn hình IPS nó khác nhau như nào. IPS sẽ có góc nhìn rộng hơn và màu sắc có thể là tươi hơn. Đây các bạn thấy là nếu mà xem phim nhìn vào đây thì cái màn hình nó không ảnh hưởng gì.
Âm thanh của máy khá to. Nếu như là trong phòng 20 mét vuông của mình thì các bạn dùng xem phim nghe nhạc giải trí thì loa này là quá đỉnh các bạn ạ. Đây, loa khá ổn đúng các bạn, nghe khá là sướng. Các bạn thấy là hai cái loa đằng trước này. Đấy, âm bass khá tốt. Các bạn ơi, chất lượng màn hình của máy thì mình đánh giá mức là dùng được, dùng đủ thôi. Và màn hình TN thì không được đánh giá cao, còn loa của máy thì nghe khá là hay. Nói chung xem phim, nghe nhạc và làm công việc văn phòng thì màn hình như này là ok. Còn nếu các bạn dùng thiết kế design thì chất lượng màn hình của TN thì mình nói luôn các bạn là ở mức gọi là dùng được thôi. Và các bạn phải cân chỉnh lại màu thì mới dùng được tốt các bạn ạ, bởi vì 63% thì là thấp các bạn nhé. Màn hình ngon xịn bây giờ thì nó phải là 100%. Ở đây các bạn thấy là chất lượng ổ cứng của Toshiba thì khá ổn. Tốc độ đọc của nó khoảng xấp xỉ 2G4 và tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 1G6. Nói chung ổn các bạn ạ. Ổ cứng Toshiba của Nhật thì rất bền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem chất lượng tản nhiệt của máy ra sao nhé. Các bạn ơi, các bạn nhìn vào phần mềm Fullmax các bạn thấy là nhiệt độ tản nhiệt của máy nó cực kỳ là ok. ThinkPad thì họ cực kỳ nổi tiếng với hệ thống dẫn nhiệt bên trong và đặc biệt là quạt hoạt động cực kỳ êm. Chính vì thế là các bạn làm việc về đêm thì cực chuộng những chiếc máy như này. Các bạn lưu ý thì với một chiếc máy như này thì nó chỉ có sử dụng các công việc đồ họa và chơi game ở mức tầm trung thôi. Bởi vì cấu hình của máy thì có một CPU khỏe nhưng không có Vega rời. Các bạn thấy là ở mức đồ họa 3D cực kỳ yếu, nó chỉ có 6 FPS thôi. Còn nếu mà ở mức 2D thì chiếc máy lại vô cùng tuyệt vời. Thì cũng nói luôn các bạn là chiếc máy này không thể làm đồ họa chuyên nghiệp hay chơi những tựa game chuyên nghiệp, mà nó chỉ dành cho các bạn các công việc văn phòng và đồ họa tầm trung. Các bạn có thể chơi những tựa game nhẹ nhàng mà sử dụng các phần mềm kỹ thuật như là Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video đơn giản, chiếc máy này là hoàn toàn ok. Còn chuyên nghiệp thì chiếc máy không thể đủ về cấu hình các bạn nhé. Để cái quạt chạy rất là êm. Vâng thưa các bạn, đây là một chiếc máy tiết kiệm điện như các bạn thấy với CPU Ryzen 4600 thôi nhưng có đến 6 lõi 12 luồng các bạn ạ. Các bạn thấy là 6 lõi 12 luồng sẽ hỗ trợ các bạn render cực kỳ nhanh luôn. Với các phần mềm tính toán hay các phần mềm mà các bạn cần CPU thì nó sẽ hỗ trợ các bạn cực kỳ tốt luôn. CPU là bộ lão trung tâm sẽ đưa ra các hiệu lệnh xử lý. Ui chào ơi, các bạn thấy là một điểm số có lên đến 1217. Nó mạnh không kém gì so với dòng CPU Core i7, ví dụ như là chip H trên dòng của Intel đó các bạn ạ. Mà là dòng tiết kiệm điện các bạn mà nó khỏe như này, 6 lõi 12 luồng. Và chính hãng AMD đã đưa cái tốc độ gọi là số tăng số lõi số luồng cao lên trên dòng CPU của laptop đó các bạn ạ. Nó đẩy Intel lên là chúng ta sẽ có một chiếc máy chạy đua với công nghệ CPU và chúng ta sẽ mua được một chiếc máy giá rẻ với CPU khỏe các bạn ạ. Còn cái Vega bên dưới là luôn các bạn thì cái Vega này yếu các bạn ạ, nó chỉ là Vega on thôi, không có gì. Không có gì đáng kể các bạn nhé. Và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ thử chơi game một chút lên chiếc máy này nhé. Vâng thưa các bạn thì mình đang test tựa game Liên Minh Huyền Thoại các bạn ạ. Tựa game này thì chơi phải nói là nhiều nhất Việt Nam. Máy có chất lượng màn full nên chơi game khá ok. FPS chúng ta chơi được mức ở đây các bạn thấy là trên 100 luôn. Nhiệt độ chơi game ở mức khoảng trên 8 độ C, hơi nóng một chút. Nhưng được cái loa chiếc máy này rất là to mồm. Chất lượng bàn phím bấm khá sướng các bạn ạ. Cái gì đấy? Đây các bạn sẽ thấy này. Với những tựa game tầm trung thì các bạn hoàn toàn có thể vui chơi giải trí những chiếc máy này ok ngon lành. Với mức FPS chơi rất ổn luôn ở mức là trên 100. Với những tựa game tầm trung các bạn hoàn toàn có thể cài với chiếc máy này chơi thoải mái như lúc rảnh các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc ThinkPad E15 Gen 2. Đây là một chiếc máy cực kỳ tốt dành cho các bạn làm công việc văn phòng hoặc công nghệ thông tin. Đặc biệt là các bạn dùng kế toán marketing. Một chiếc máy có chất lượng bàn phím tốt và khả năng hoạt động vô cùng bền bỉ. Các bạn thấy là với tiêu chuẩn độ bền quân đội chiếc máy này cực kỳ ok. Điểm mạnh của máy sẽ là cho phép các bạn lắp hai ổ cứng và cho phép các bạn nâng cấp RAM. Điểm yếu của máy là các bạn sẽ thấy là không có led phím, thiếu đi bảo mật vân tay và màn hình TN. Các cổng kết nối bên ngoài hoàn toàn đầy đủ, sẽ hỗ trợ các bạn văn phòng cực kỳ tốt, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối các thiết bị ngoại vi cực kỳ tốt. Do là dòng máy giá rẻ, các bạn thấy là option của máy thì bớt đi Wi-Fi 6 và Bluetooth thì vẫn được hỗ trợ là 5.0, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối không dây cực kỳ ok ngon lành. Nói chung không phải ngẫu nhiên các dòng sản phẩm ThinkPad mà họ bán đắt mà vẫn nhiều người mua. Bởi đơn giản là chiếc máy lồi đồng cối đá, bởi đơn giản là ai dùng những chiếc máy này rồi đều phê và đều mê. Thế mới tải các bạn ạ, mỗi tội là giá máy nó bán đắt. Còn nếu như bình thường một chiếc máy với cấu hình như này thì chúng ta chỉ bỏ ra tầm khoảng 14-15 triệu là các bạn mua được. Nhưng ThinkPad là một dòng máy cực kỳ đắt đỏ, bởi đơn giản là một chiếc máy dùng là sướng, dùng là phê, dùng là mê các bạn ạ. Nếu các bạn cảm thấy công việc phù hợp với chiếc máy này, các bạn hãy dinh nghe nó về các bạn nhé.
Vâng thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc ThinkPad E15 Gen 2 phiên bản chạy chip Zen của mình xin đến các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TDD bằng cách là đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.